kính thưa quý vị, giải thưởng tiếp theo mà chúng tôi vinh danh đó là giải thưởng giảng viên tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục kỹ năng tự học toàn cầu. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Đỗ Thị Hoa. Ngay sau đây xin mời tiến sĩ Hoàng Quốc Chính và bác sĩ Đơn Nam Khánh sẽ trao giải thưởng vinh danh cho giảng viên tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục kỹ năng tự học toàn cầu. Giảng viên Đỗ Thị Hoa là CEO và founder mô hình chuỗi đào tạo kỹ năng tự học 3S với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy, đào tạo và huấn luyện học sinh, sinh viên, phụ huynh, là tác giả của 4 cuốn sách Cẩm nang chương trình đào tạo 3S, Thói quen tự học, Thói quen kỷ luật cá nhân, Quản lý chi tiêu, Quản lý thời gian. Với những thành tựu và những cống hiến của chị trong ngành giáo dục đã giúp cho thế hệ tương lai có kỹ năng sống tốt, cha mẹ hạnh phúc và đặc biệt tạo ra một đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng, sáng tạo và sẻ chia. Xin được chúc mừng giảng viên Đỗ Thị Hoa. Thêm pha cô tung bay toàn cầu.